Chúng ta bình an trong cái ngôi nhà này. Chứ chúng ta nghĩ về sư Minh Tuệ đi. Sư đang đi trên bộ hành và trời mưa trời gió. Và chứ, sư chỉ có ba y nhất bát thôi. Và sư ướt nhẹp như vậy. Cái y mà sư khoác trên người cũng ướt luôn. Và cái y mà sư đang mặc trên người cũng ướt luôn. Và sư ở nơi cái nghĩa địa đó cũng ướt luôn. Sư ở nơi cái gốc cây đó cũng ướt luôn. Và thần lực nào, tâm trí nào để nuôi dưỡng sư hơn 6 năm trời nay, sư sống liên tục như vậy, đều là thần tăng, là Phật tăng mới làm được. Và chúng ta cầu Phật ra đời, chúng ta cầu Phật gia hộ gia bị cho chúng ta. Mỗi lần chúng ta nói chuyện gì, chúng ta cũng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao tiền thân của Đức Phật, tại sao mà chân lý của Đức Phật đã hiện hữu trên cuộc đời này mà chúng ta không đón nhận? Chúng ta nên đón nhận. Và chúng ta nên ủng hộ. Cho dù ta mất cái gì đi nữa thì cũng không quan trọng nữa rồi. Tại vì đời chúng ta đi tu là cần cầu sự giác ngộ thôi. Tại vì chúng ta không làm được như sư Minh Tuệ, thì ít nhất chúng ta cũng ủng hộ Ngài. Và con thầy, thầy tin tuyệt vời lắm. Tin là sự nhận định của con, sự nhận định của thầy về sư Minh Tuệ là chính xác. Vì sao vậy? Vì con nhận ở nơi năng lượng của sư Minh Tuệ hoàn toàn không có hình bóng của sự sân si. Và Đức Phật đã dạy ở trong Tỳ Ni rằng là sáu khẩu liên tâm tịnh, vận thị bắc hương hoa, tam nghiệp hằng tinh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là xúc miệng tâm liền tịnh, thấy không? Ba nghiệp á, nếu mình xúc miệng á, là tâm thanh tịnh, thì đồng Phật giảng Tây Phương. Chỉ cần mình buông được tham sân si, không tham danh, không tham lợi, không tham tất cả, thì tự nhiên mình sẽ trở thành Đức Phật trong chính mình, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Cho nên chúng ta tin đi, chúng ta tin vào Ngài chính là một trong những vị thần tăng trở lại. Cũng giống như bên Tây Tạng đó, các vị Đạt Lai Lạt Ma họ luôn luôn mong đợi các vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh, và bốn phận của các vị sư đó họ đến, họ phải tìm những vị Lạt Ma đó đem về để họ đào tạo ngược lại để trở thành một vị lãnh đạo tinh thần. Và chúng ta thì không phải như đất nước Tây Tạng rồi, thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng tin vào cái chân lý. Chứ không lẽ mình đi tu một đời mà rồi mình cũng sân si một đời sao? Thôi đừng sân si nữa, đừng hơn thương nữa. Cho nên hôm nay con nói lại với quý cô lớn tuổi, và thầy cũng nói lại với các học trò của thầy, chúng ta đừng liếng tiếc, nhớ không? Chúng ta đừng liếng tiếc gì hết. Chúng ta ủng hộ ha. Chúng ta hãy ủng hộ. Chúng ta gửi chùa này cho sư Định tu đi nha. Cho sư Định lập một cái thiền viện. Ước mơ của sư Định là làm thiền viện. Cái rẫy bên đó đó, hồi trước sư Định có nói là thầy đừng có trồng cây trái, thầy trồng rừng đi, có ủng hộ. Vì sư Định muốn làm một cái rừng thiền. Tại cái thời điểm mà đi qua bên Thái Lan hay là bên Sri Lanka vậy, nó có cái rừng thiền của thiền sư, cái thiền sư cái gì Anchancha gì đó, sư Định có đi tham gia các khóa tu bên đó. Cho nên sư Định ước có một cái rừng thiền. Cái là thầy thương sư Định, thầy chặt hết xài luôn, nguyên một nửa vườn xài thầy cho chặt sạch hết. Cái thầy trồng cây rừng lên, trồng 6-7 năm sư Định không về. Mấy hôm làm cái nhà này thì buồn quá, thì chặt hết cây thì trống lên để làm nhà này. Lúc đó không hết tiền mua ra rồi á, cho nên bây giờ cái đất trống chỗ đó là do hồi trước cũng nghe lời sư Định đó, rồi mới trồng lại mấy cái bưởi, mấy cái mít đó. Cô Diệu Ú đem cái mít lên trồng á. Thật ra đó, sau này cái chỗ này sẽ trở thành một cái thiền viện, thì đó là cái điều mơ ước tốt rồi ha. Còn các con sẽ có được một túp lều để các con xây dựng hạnh phúc trong nhân gian, đó là ước mơ ước nguyện của thầy. Xong được cuối đời mà còn sống á, thì thầy sẽ đi chu du nơi đây nơi kia, thăm viếng bà con bá tánh muôn nơi, để trở thành một vị khất sĩ ha, để có thể thực hiện được cái gọi là vô ngã vị tha, và gọi là một bát cơm ngàn nhà đó. Thân chơi muôn dặm xa, mắt sanh xem người thế. Mắt sanh này từ nhãn thị chúng sanh, trong kinh Đức Phật nói từ nhãn thị chúng sanh, là con mắt sanh này nè, là mình nhìn cuộc đời để mình sống. Và người thân của mình á, là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, ai cũng là người thân của mình cả, chứ không riêng là mẹ mình, là anh mình, là cha mình. Nhớ là khi á, mình chưa giác ngộ á, thì mình sẽ nói đây là con tôi đẻ ra,
và tôi sẽ sống như nó, hoặc là nó sống như tôi. Là mẹ tôi đẻ tôi ra, tôi thương, tôi yêu, và gia đình nhà này là của tôi. Tại vì lúc đó mình chưa mở được cái lòng từ của mình để mình yêu thương tất cả chúng sanh là một. Thứ hai, mình chưa có cái cảm nhận và cái sự giác ngộ rằng là thực ra tất cả những con người trên cuộc đời này đều là người thân của mình. Không có đời này thì cũng đời trước. Không có đời trước tại sao mình gặp người đó mình thương? Không có nhân duyên ở đời, nhiều kiếp, tại sao mình gặp người đó mình thù, mình ghét? Họ có làm gì mình đâu mà tự nhiên mình thấy mình không ưa? Thật ra trong cái luẩn quẩn của cái sanh tử luân hồi, nó có một cái kỳ lạ là người nào ít nhiều cũng có dính dấp về cái nhân duyên nghiệp quả của mình hết á. Và mình có nhân duyên với thầy đó đó, thì dù cách xa 10 phương trời mình cũng tìm về cái chùa đó mình tu nha. À, mà mình không có duyên cái người thầy đó rồi á, người thầy đó hả, ở cái chùa xếp bên nhà mình luôn mà mình vẫn không có duyên là không có đến tu được. Đấy, con thấy không, con ngồi rồi con đau đó, con chịu đâu có nổi không, mà sư tuệ ngồi suốt đêm không có nằm á, nhiều đó thôi cũng đủ thấy tháng phục sư tuệ rồi đó. Bây giờ mình ngồi gì mình thấy ngồi nổi đâu, mà sư đã làm được, mà sư làm được mà sao mình không kính trọng sư, thấy không, mình không quý sư nha. Cho nên là hãy nương vào cái sự dũng cảm của sư tuệ, cho dù sư tuệ là người phàm đi, thì cái sự phàm phu của sư tuệ cũng đủ làm năng lượng để cho mình noi gương sư tuệ. Thật ra là mình không có khả năng mình ngồi được 3-4 tiếng đâu, mà sư ngồi cả đêm như vậy, rồi sáng sư đi khất thực, rồi về sư ngồi. Thật sự sư chính là cái người mà làm cho cái đạo Phật của mình có thêm năng lượng để tinh tấn. Sư chính là cái người mà hâm nóng lại cái sự nguội lạnh của đạo Phật của mình. Chứ người bình thường là ước mơ mình cũng có cái chùa, nhỏ lớn gì cũng mơ, ước mơ mình có cái chùa, có cái nhà, có cái thất, có xe, có cộ, toàn ước mơ những cái thứ mà gọi danh vọng không. Mà sư không á, nói với sư thầy vậy nè, rồi này lời của sư không nói nha, mình nói trong tin nhắn đó, giờ thầy nhắc lại cho anh em nè, sư không nói á, à, quý thầy á, tức là nói thầy á, hay là nói ai không biết. Ê, tàn nói cuộc đời là giả mà toàn là lấy cái chuyện của cuộc đời xài không à. Nói cuộc đời là giả, nói là đời vô thường, nhưng mà sao gì cũng xài cái cuộc đời không à, gì cũng ham cuộc đời hết chị. Mà cái, nói vậy cái mình giật mình chứ. Ơi, đệ tử mình mà nó nói được một câu hay quá vậy. Xe màu gì, dép màu gì, rồi hát bài gì, mấy cái gì, rồi máy tính cái gì, tivi cái gì, sao mình toàn là lấy cái đời để mình xài thôi mà mở miệng ra nó vô thường, rồi giả tạm sao, rồi ta sơn cái màu đó lên mình không chịu, rồi mình đi sơn màu khác không, giả tạm mà sao, rồi người ta đưa cái đôi dép đó mà mình không chịu, mình đòi cái loại khác. Đã là giả tạm thì mình đâu có cần phải bon chen, mình đâu có cần phải xấu đẹp, đâu có cần phải ngon dở gì, giả tạm rồi thì tạm thôi, đi ngang qua thôi. Mà sao mình đã nói giả tạm, mình toàn nói giả tạm không, mà đến mình gặp cái giả tạm thì mình lấy cái giả tạm là mình coi là thật. Bây giờ mình bệnh thì mình có buồn không, mình chết mình có sợ không? Đấy, bây giờ nè, mình thấy mình có tiếc của không, hôm nay mình tiếc của không? Đó, toàn là thứ giả tạm, mà mình đem cái giả tạm đó mình biến thành cái thật không à, rồi cái thật nó cũng giả tạm luôn. Cho nên á, mình có thể dẫm nát lên cái chân lý mà Đức Phật đã để lại cho mình. Ở hôm nay sư Minh Tuệ đã đánh thức được mình đó. Vì chùa là muôn nơi, nghĩa địa, nghĩa trang đó, tất cả đều là chùa. Và trụ trì là không giải thoát được. Ràng buộc ai cột mình lại đâu mà mình đòi đi tìm giải thoát, tự mình cột lại trong cái sự ràng buộc của nhân sinh đấy. Nếu mà ai lớn tuổi á thì hãy nghĩ giống như là em từng nghĩ. Nếu thời gian cho em một ngày thì bây giờ em là thời lượng khoảng 3-4 giờ chiều, là năm nay em 50-51 tuổi, còn các chị các cô là 60-70 hết trơn rồi ha, ít nhất là 50 hơn rồi. Thì hãy nghĩ giống như em, có nghĩa là chúng ta đã xài hết cái quỹ thời gian mình sống trên cuộc đời rồi. Cái việc mình cần làm là mình giữ cái tâm hồn mình, giữ cái tâm hồn mình là tài sản quý báu nhất. Và hồi nãy mình tâm sự ở dưới nhà bếp á, thì ai cũng mang một chứng bệnh trong người hết. Mình càng lớn tuổi á,
thì mình càng bệnh tật nhiều. Điều đó có nghĩa là Diêm Vương đã báo tin buồn cho mình rồi đó, và gửi thư cho mình á, báo hiệu cho mình là đò của mình là chiều rồi, sắp cập bến rồi, và thuyền đò của mình đó cũ kỹ mục hư rồi, chuẩn bị thay thuyền mới, đò mới, bến mới. Đây là một trong những cái tư duy á, không phải là tiêu cực đâu, mà cái tư duy này là cái tư duy nhân sinh quan nha. Đó là mình tư duy đẹp để làm gì vậy? Để mình bớt não phiền, bớt lo lắng, bớt hơn thua tranh chấp, để mình tranh thủ á, mình tu niệm. Thực ra người ta niệm Phật, người ta ăn chay rất nhiều, nhưng có thể là không được an lạc, là bởi vì ở trong cái tâm niệm á, nó không có giác ngộ. Ăn chay bằng hình thức, ăn chay để cầu phước, ăn chay để cầu may, lạy Phật để cầu phước, lạy Phật để cầu may, thì lạy Phật này á, nó biến Đức Phật thành một tôn giáo, một thần linh, nó không phải là cái người giác ngộ theo Đức Phật. Sở dĩ mà chúng ta tôn quý Đức Phật gọi là Thế Tôn, chúng ta là Thế, là người đời, mà chúng ta nhân danh, tôn danh Đức Phật thành một Đức Phật là gọi là Thế Tôn, là bởi vì Đức Phật đã cho chúng ta thấy được cõi đời này là mộng. Hòa Thượng Thanh Từ có nói là đi trong mộng, xin đừng mộng, đứng giữa đất trời chớ ngóng trong, gọi là giá thân mộng, dạo cảnh mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, mộng tan rồi cười dở mộng. Cho nên cõi đời này nó không có thật, thân này cũng già nua bệnh tật rồi chết. Và xin thưa với các cô lớn tuổi và các con ở đây, cái sự chết đó, nó không phải là đợi đến già mới chết đâu. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta rời khỏi cuộc đời lắm. Chúng ta bị xe đụng, chúng ta chết. Chúng ta bị lũ cuốn, chúng ta chết. Chúng ta bị núi lở, chúng ta chết. Chúng ta bị điện giật, chúng ta chết. Chúng ta sẽ bệnh đau, chúng ta chết. Nói chung tai nạn, đủ cách đủ kiểu để chúng ta rời khỏi cuộc đời này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giả. Đã là giả rồi á, thì mình á phải giác ngộ mình mới tu được. Và cái tu được chính là cái nhận diện ra cõi đời này là giả, thế gian này là giả. Cái tự nhiên á, mình có cái khả năng á buông xả được. Và khi mà mình buông xả được á, thì mình tự nhiên trở thành người tu. Khi buông xả được á, dấu hiệu buông xả được á, là chúng ta sẽ không còn mà tư duy cái kiểu là tóc kiểu nào đẹp. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta sẽ không còn muốn trưng diện trên mặt mình sức nước hoa gì, sức loại kem phấn gì, mặc áo quần gì, lụa là gì, quần tây màu gì, quần áo màu gì. Đây là cái phần căn bản, nó nằm ở cái nơi gọi là giác ngộ. Cái người mà chưa giác ngộ đó thì người ta luôn luôn người ta chăm sóc về cái thân người ta lắm. Có người phải nghĩ đến là năm nay phải có tiền nâng cái mũi lên, sửa cái môi, sửa cái cằm. Người ta luôn luôn người ta bám vào trong cái sự đẹp xấu, thành bại, vinh nhục, và dĩ nhiên là người ta sẽ khổ mãi ở trong cái tư duy đó. Suốt một cuộc đời người ta cứ bám vào cái đó, rồi người ta sẽ đau khổ về cái đó. Mà có sự giác ngộ rồi á, là tự dưng người ta buông cái đó nhẹ lắm nha. Người ta không quan tâm đến cái đó. Người ta quan tâm đến á, là người ta tu sửa được cái gì, buông được cái gì. Nên cái người mà giác ngộ đó thì sẽ thấy ít sân si phiền não, ít hơn thua tranh chấp, và cho đến không sân si phiền não, và cho đến
không hơn thua tranh chấp. Đức Phật có nói đời tranh chấp với ta, chứ ta không tranh chấp với đời nha. Cho nên người ta mới tôn vinh Đức Phật là bậc coi như là đại giác ngộ. Còn nếu mình á mà tu theo Đức Phật, mình ở trong chùa mà mình đem cái tâm mình sân si phiền não á, thì mình gọi là ăn mày trong cửa Phật.